Thấy chưa? Cái này vô giọng cổ hay là nhảy disco được được luôn á. Này Bảo Xuyên ơi, mà bà ghi hang đèn chốt tắt thôi. Bảo Xuyên sao đèn chốt tắt? Nhạc giật á. Trong giây phút chia tay đồ hả? Trời ơi, nhạc rồi. Đèn nó đang chốt Hello, xin chào các bạn, chào ngày mới đại gia đình mến yêu nha. Kính thưa các bạn, hôm nay mình có một cái đèn led để mà gắn vô cái hồ cá của mình. Bữa nay mình review cho các bạn xem chơi nha. Thì cái này cameraman mới đưa cho mình để mình gắn nè. Đó. Cái đèn của hồ cá của Hiển trời trời nó bị tắt mấy bữa nay rồi, nhưng mà đều không có thời gian mà đi trời trời để mua. Đó, cái đèn cũng có đèn led mà nó bị hư rồi. Bây giờ mình cái này giờ cũng tiện lợi lắm các bạn. Cái này mấy đứa nhỏ nó mua trên Amazon đó các bạn, nó phi ship luôn cho mình 15 đồng à. À, thời buổi giờ cái gì cũng vậy, tiện lợi lắm. Bây giờ là cả quay cũng chưa biết mở cái này ra chỗ nào nữa nè. Đây, nội bộ của nó là có được như vậy. Mình cũng mới lần đầu nhìn thấy thôi các bạn. Ở đây là cái cục adapter để mà nó biến điện. Đây. Thì nói chung á, bây giờ với so ra hồi mấy mươi năm trước á các bạn, thời buổi bây giờ nó hiện đại mà nó cũng đỡ tốn kém hơn hồi xưa. Hồi xưa chúng ta xài cái đèn neon Hiển trời trời từ ngày mà qua Úc tới bây giờ thì luôn luôn lúc nào cũng có cái hồ cá như vậy nè, tại vì mình thích. Thứ hai nữa có cá lội tung tăng rồi này kia, đi làm về cái cuối ngày đó nhìn cá lội cũng đỡ buồn, cũng đỡ stress lắm. Bữa nào mà bị phó bếp càm ràm quá cái lên đây dòm hồ cá là phó bếp biết là ổng bị stress rồi đó, cái là tự động nín lên là khỏi mình khỏi có rầy la hay là khồm lem gì hết trơn các bạn. Nói giỡn các bạn vậy thôi chứ cá đó hồi trước đó, tại vì thứ nhất là mình đam mê, mà thứ hai nữa thì mình cũng không có tìm hiểu chi tiết về cái cách nuôi cá này kia đó. Bởi vậy khi mà mình xúc hồ á, cái mình gấp quá đi, mình cứ thả nó vô lại liền thì nó chết. Cái nước mới á, nó làm cho con cá bị ngộp, nó chết cái đi mua là cái khác. Mà mỗi một lần thay cá gì các bạn biết cần cả trăm đồng bạc vậy đó. Rồi sau này mình thấy cũng như cái đó cũng là cái không nên, thành thử ra thôi giờ Hiển không nuôi nữa, cứ để cái hồ không chơi vậy thôi. Ủa cái đó nó có một bóng hả? Này đây nè, cái này là cái bóng nè, cái dây của nó vòng vòng vậy nè. À, cái này là cái remote control để mà mình thay đổi màu sắc rồi đây nè. Trời ơi nó quá trời màu. Đó. Còn đây là cái dây đèn. Thì như vậy chúng ta cứ dán trong vòng chung những cái chỗ nào chúng ta muốn làm á, dán vô thôi. Cái này dường như là nó có một lớp băng keo. Dạ yeah, đúng rồi. Mình gỡ cái băng keo này ra là mình dán vô thôi các bạn. Nó dễ dàng vậy đó. Đó, thì trước tiên mình phải tháo cái khủng ra để mình mới biết mình làm. Này. Cái đèn này lúc trước mình cũng mua ở ngoài cái chợ trời mà. Chợ trời mà lúc trước Hiển có review cho các bạn xem đó. Mình tới đó mình mua đó. Thì nói chung ba cái đồ này mình mua nó tiện lợi rồi mình thử mua thôi, chứ cũng không có tốt đâu các bạn. Đồ của Trung Quốc mà bán rẻ thiệt nhưng mà đều không có tốt.
thích thì mua xài đỡ, xài thời gian là tự động nó hư rồi. Nó hết giá trị của đồng tiền là tự nó hư rồi. Nên mình mua 15 đồng thì nó xài đỡ cả 15 tháng là tự nó hết hạn, nó hư đó. Cái hồ này cũng của đứa em gần nhà nó cho Hiển cho trời, chứ Hiển cho trời cũng không có mua nữa các bạn. Chỉ đông đinh là mình gỡ nó ra thôi. Rồi 15 đồng được 15 tháng. Đấy. Bây giờ mình sẽ dán cái đèn này vòng vòng cái này thôi, rồi khi mình mở là tự nó sẽ chiếu xuống cái hồ cá. Nhưng mà mình tính coi cái đường nào mà nó đẹp. Nếu mà mình dán ở đây thì nó bị cấn. Nó bị cấn. Cái này hồi nữa mình gắn ở bên hông phía sau này cũng được. Để cho nó cái ổ điện nó gần. Cái này là cái băng keo hai mặt. Để có nhiều khi các bạn lần đầu xài mấy cái này các bạn cũng không biết rồi, cái mình dùng cái miếng này thì nó không có để mà mình sử dụng. Chúng ta dán vô cái ổ điện này nè, cái này để mà nó truyền vô dây điện dưới, truyền qua bóng đèn đó. Rồi hồi nữa mình muốn dán ở đâu thì tự mình dán thôi. Vậy đó. Bây giờ quan trọng là mình dán cái này xuống trước đi. Bây giờ cái phần này mình cho cái dây đèn này nó lòi ra đây. Để hồi nữa mình câu nó vô. Đó. Các bạn thấy hay không? Quá hay phải không? À, cái chỗ này là nó có dở lên dở xuống, nó thành thử ra chúng ta phải chừa cho nó một cái khoảng để nó tự nó co lên co xuống được các bạn. Đó, hay quá. Tự khen luôn. Rồi bây giờ vô cái cua. Cái cua thì mình phải cho nó lại. Đó. Này không biết tới chừng mà nó lên hình lên màu đây, nó có lộng lẫy quy nga không ha. À, phó bếp ơi, chuẩn bị ăn mừng nha phó bếp. Này giống với cái cua ở trong rạp chiếu phim á. À, dài mà chắc được mà. Ồ, thấy vậy cũng còn nhiều dữ. Ô trời ơi, dư vật 2-3 vòng nữa luôn. Chuẩn bị ăn mừng nha phó bếp ơi, có đèn mới rồi. Gì mà cứ réo phó bếp rồi hả? Ok. Ổn không? Quá đẹp. Tẹt vời. À, anh trừ hao cái này nhưng có gì mình dỡ nắp á ha. Dạ. Yeah. Qua không có vụ công công là dỡ là nó đi luôn á. Dạ. Yeah. Hay quá Hiển ơi. Trời ơi, Hiển trời trời mà không hay ai hay. Cái này nó có set up giờ nữa đó. Phải không? Phải không? Hay quá vậy. Đọc cái giấy thử coi phải không? À, đây nè. Đâu thấy đường gì đâu mà đọc. Nó có cái máy, nó có cái máy chỉnh nữa. Muốn cần cái kêu cái máy nó lại nó mở nữa. Hay lắm. Không, theo em nghĩ là nó có setup giờ, ví dụ như mấy giờ mình mở rồi mấy giờ để mình nó tự tắt á. Và... Có đó. Không thấy đường gì hết. Đó mò. Nãy giờ mình làm á các bạn là mình đang rối cái đường này, tại sao nó có hai cái đầu.
nhưng mà trong cái ổ điện thì nó chỉ có một đầu thôi đó, nhưng mà cái cục này thì nó để cho nó làm thêm ra những cái đèn khác hay là hoặc là những cái cọng dây khác đó. Còn cái đuôi của cái này thì nó mình nối thêm vậy đó, mình nối thêm nhiều đèn nhá, chứ người ta có con đường vô mà mình gắn hai được. Đã giờ bị đố. Nó khủng bố. Đó, cái gì cũng vậy các bạn, phải có lần đầu. Giờ cái phần này là cái phần dư rồi, mình cho nó vòng vòng ở đây cho nó đẹp thôi. Hiển Trời Trời già chứ mà cái gì mà có màu mè xanh đỏ là Hiển Trời Trời khoái lắm các bạn ạ. À. Đúng ra đó mình phải lấy cái tên là Hiển Cải Lương á. Cải Lương là màu mè đó hả? À, Cải Lương là phải màu sắc. À đúng rồi, mấy người mà mặc đồ chiếc chiếu đồ người ta nó giống Cải Lương. À. Là vậy ha. Đúng vậy. Nhìn này em thấy anh cũng Cải Lương đó mà. Tại dân Cải Lương mà không giống cho được trời. Đó. Rồi. Là cái đó để nằm im đó. Nằm im đó. Bạn này cho nó vô đây. Rồi bây giờ mình thử mình ụp vô nghe các bạn, để mình câu điện coi. Đưa cái này đây. Đây giờ phút quan trọng bắt đầu. Vậy mình gắn vậy đi. Rồi quyết định vậy nha. Đó. Mình cho cái này nó kìm vô đây. Thì vừa rồi á, Hiển Trời Trời quên nói các bạn là cổng dây điện mình đã ghim vô. Tại vì cái ổ điện Hiển nó làm ở trong cái hồ cá này các bạn, ở phía sau cái vách á đó. Đó, giờ mình ghim cái cổng dây điện chính cho nó truyền lên đó, để mà nó câu vô cái ổ đó nãy giờ mình ấy đó, mình làm đó. À, hiện tại mình đã làm xong cái đèn, nhưng mà có một chút xíu trục trặc đó các bạn. Là khi mà mình bấm thử thì nó không work. Mình không biết lý do tại sao. Phần không có ma mắt kiến. Và nhìn kỹ lại là ở dưới cái đít của cái remote nè, nó có cái miếng plastic nè. Mình phải rút cái miếng này ra thì cái pin nó mới ăn. Đó, các bạn để ý nha. Ở nhiều khi có nhiều đem cho mò. Mò tới sáng luôn không đụng đó. Đó, cái gì cũng vậy. Rồi, work chưa? Hay quá, vô. Phó bếp ơi, work rồi. Trời đất ơi, nó đổi màu kìa các bạn, nó biến thể. Đó, trời ơi, hồi xưa mà thật sự ra các bạn hồi đó mình ở bên đảo mình có hát cả lương chơi đó. Rồi là khi có muốn mà có chút xíu đèn màu như thế này nè, làm sao có. Rồi cái Hiển mới lấy cái bóng đèn á, Hiển khoét 7-8 cái lỗ vậy đó, cái Hiển dán giấy màu vô. Đó, cái kêu một đứa nó quay khi nào mà cái cảnh mà gọi là mê ly này kia đó là cái quay màu vô. Rồi cái đó mình cũng bắt chước hồi xưa ở Việt Nam có cái lương mình thấy người ta làm đó, rồi cái sau này qua đảo mình làm cho thật sự ra cũng không ai chỉ biểu gì. Đó, phải chỉ được như bây giờ đèn này gắn chốt nha, cái gì đó là quá đẹp rồi. Thì nãy giờ cũng bỏ ra vài ba phút để mà nghiên cứu đó các bạn. Thì mình thấy là hai cái nút trắng ở trên này nè là cái chỉnh cho ánh sáng thêm bớt. Đó, bây giờ Hiển nó bấm thử cho các bạn thấy nè, nó tối xuống thấy không? Đó, các bạn thấy nó tối ha. Mình cho nó lên lại nè. Đó, nó sáng lên ha. Còn cái này là mấy cái màu này là tùy theo mình chọn cái màu đỏ, màu xanh dương, xanh lục. Đó, ở bên đây thì màu hồng, màu đồ này kia tùy đậm lợt rồi kia, chỉ vậy thôi chứ không có gì rắc rối. Bây giờ mình cho nó màu đỏ nè. Đó, các bạn thấy không? À, màu xanh nè. Đó. Rồi bên đây xanh lục nè. Đó. Màu này màu trắng. À, đơn giản vậy thôi. Còn lợt đậm rồi này kia thì chúng ta
phim ít nhiều rồi kia vậy đó. Nhưng mà hiện thấy đổ màu bộ lý tưởng hơn. Tại vì mình để một màu một thì có bộ nó chết bộ. Nó không có hấp dẫn à. Thì phòng khách mà mình có một chút xíu màu khác vậy nó cũng vui lắm các bạn. Cũng thoải mái tư tưởng lắm. Khi nằm đây coi tivi lắc qua lắc lại trên võng rồi kia thấy đèn đổi màu nó xanh đỏ tím vàng. À, các bạn còn chần chờ gì nữa, sắm cho mình bộ liền nha. Amazon 15 đồng free shipping luôn. Xong chưa? Đó quá trời đẹp kìa, thấy chưa? Chịu rồi, Phó biết chịu rồi. Con biết quá vậy. Chứ lúc trước gắn cái đèn kia đó, Phó bếp nó chói mắt. À, thấy chưa? Cái này vô giọng cổ hay là nhảy disco là được luôn á. À, này bảo xiên ơi, rồi này kia hang đèn chốt tắt rồi. Bảo xiên sao đèn chốt tắt. Nhạc á. Trong giây phút chia tay rồi hả? Trời ơi, nhạc rồi. Đèn nó đang chốt rồi. Ví dụ như mình giữ cái màu sáng luôn, mình không có cho nó màu thì sao? Cái đó phải từ từ mò chứ, giật cái này nè, cái dưới này là cái đổ màu nè. Tên bấm nút nào thử coi nó sáng luôn á. Nó sáng luôn hả? Cái này không? Nông ngược, upside down. Con mắt nó không có thấy đường. Ví dụ như có nhiều bản nhạc mình ca đó, không cần màu. Thì mình bấm lại cái không màu, còn cái nào mà bản nhạc màu thì mình để màu vậy đó. À, thôi nói chứ vậy cũng được rồi, nói để cho mình vui chứ mình cũng đâu sử dụng hết mấy cái màu là ai đâu ai đâu ai đâu rảnh đâu mà tối ngày mà uống thì mốt còn mò hoài. Rồi các bạn vậy nha, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip của Hiển Chờ Chờ Vlog nha. Nếu các bạn có thương mến Hiển Chờ Chờ xin vui lòng bấm đăng ký và share rộng rãi để ủng hộ Hiển Chờ Chờ nha các bạn nha. Đến đây thì Hiển và Phó Bếp xin mến chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video clip sau các bạn nha. Bye.